Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi nội dung bản tin thời tiết sáng nay của báo Thanh Hóa điện tử. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay 25 tháng 9, khu vực Thanh Hóa có mưa rào và rông bảy nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ C. Lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống dần, tuy nhiên tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra. Ngoài ra cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 25 tháng 9. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 21 đến 32 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực Lăng Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lập, Thạch Thành, Cầm Thủy, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 21 đến 30 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 21 đến 30 độ C, độ ẩm 68 đến 96%. Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 29 độ C, độ ẩm 68 đến 96%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 70 đến 97%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 68 đến 96%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 69 đến 96% khu vực thành phố Sẩm Sơn mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 70 đến 97%. Khu vực thị xã Nghi Sơn mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 29 độ C, độ ẩm 70 đến 97%. Vùng biển Thanh Hóa mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến Đồng bắc cấp 3 cấp 4 sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25 tháng 9. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía đông bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời tiết sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!